Xin được mến chào tất cả các anh em đang chơi xe cúp cũng như là tất cả các loại xe khác. Thì hôm nay mình có một số chia sẻ dành cho tất cả các bạn khi mà chúng ta sử dụng xe. Thì có một số bạn hỏi mình là đối với vỏ xe thì chúng ta nên xài vỏ không ruột hay là vỏ có ruột. Thì hôm nay mình đã soạn ra một số những cái kinh nghiệm mà mình đã chắt lọc được. Và hôm nay mình cũng muốn cho các bạn phân tích sâu hơn là chúng ta nên đi xe có ruột hay là xe không ruột. Thì các bạn thân mến, là đối với những bạn mà đi xe, các bạn thấy là hiện nay trên thị trường thì mình có hai loại là xe có ruột với xe không ruột. Thì đối với dòng xe có ruột thì nó áp dụng đa số là dành cho xe cúp, những cái xe đời trước. Còn những cái dòng xe tay ga sau này thì đa số là xe không ruột hết, ví dụ như là Novo rồi Yamaha rồi Accenter, Attila, iBlack, những xe dòng đời sau thì đều là những xe không ruột hết. Thì chúng ta xem thử là chúng ta sẽ xét xem là ưu điểm và nhược điểm như thế nào. Thứ nhất là về cái cấu tạo, chúng ta coi cái cấu tạo của nó. Thì các bạn biết là đối với xe không ruột thì nó giống như là một cái lốp xe thôi nha. Nó giống như một cái lốp xe, trong đó nó không có cái ruột. Nó chỉ là một cái lớp như cái vỏ như như thế này. Và khi chúng ta đưa vào trong cái niền thì cái lớp nó sẽ tự dính vào trong cái niền và nó kín hơi và nó không có thoát hơi ra bên ngoài. Còn đối với cái lớp mà có ruột thì cái lớp như thế này thì bên trong nó có một cái ruột nữa, mà có cái ruột nữa. Và khi chúng ta lắp vào bên trong thì cái lớp mà nó không liền với cái niền thì nó cũng không có ảnh hưởng gì. Và đối với cái niềng mà xài lớp có ruột thì chúng ta sẽ căm, bắt buộc chúng ta sẽ căm đó. Còn cái niềng mà dành cho lớp không ruột là bánh măng đó. Vậy thì cái chất liệu mà để tạo nên cái vỏ không ruột, nó có một lớp màng gọi là halo body hay gọi là chloro body, thì nó tráng lên cái lớp đó, tức là cái vỏ xe nó tráng lên một lớp. Thì khi cái đinh mà chúng ta cán vào, khi cái đinh chúng ta cán vào thì nó còn cái lớp vào bên trong, nó nhũ vào bên trong. Nếu giả sử cái đinh của chúng ta, ví dụ như cái lớp nó dày như thế này, khi cái đinh nó vừa đâm vừa vào bên trong thôi, nó giống như là cái ruột xe vậy đó. Vừa vào bên trong nó chưa có xuyên qua thì cái lớp đó nó sẽ tự động nó nhũ vào bên trong, và lúc đó cái ruột của chúng ta vẫn chưa sệt, coi như là cái ruột vẫn còn nguyên, coi như cái vỏ của chúng ta còn nguyên. Và khi nào mà đâm thật sự là nó dài sâu vào bên trong như này thì nó mới làm rách cái màng đây, thì coi như cái lớp không ruột nó mới bắt đầu lủng đó. Còn đối với cái xe có ruột thì khi chúng ta đâm vào, tại vì cái ruột ở bên trong chúng ta bơm rất là căng, thì khi nó đâm vào thì nó sẽ lủng ngay cái ruột. Và khi nó lủng cái ruột bên trong rồi thì hơi nó sẽ tỏa dòng xung quanh cái lớp xe và nó sẽ thoát vào bên cái này. Còn đối với cái vỏ mà không ruột á, khi giả sử như ở đây nó bị lủng rồi, cái xung quanh cái dàn niềng nó sẽ kín nha các bạn, đặc biệt nó kín, nó không có hở. Và khi nó bị lủng ở ngay tại một vết ở đây thì hơi nó chỉ thoát ra ở đây thôi chứ nó không thoát ra chỗ khác. Nhưng mà đối với cái vỏ, cái lớp của thằng không ruột nó rất là dày, vì thế hơi nó thoát ra rất là chậm đó. Thì đó là phần cấu tạo. Bây giờ chúng ta sẽ xét thêm là bằng giá thành như thế nào. Thì đối với giá thành, đối với cái thằng không ruột thì nó rất là đắt. Thì một cái vỏ của nó, một cái vỏ không ruột, cái giá thành của nó phải từ 300 ngàn cho tới 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu đều có hết. Những cái vỏ xe rẻ như là Canda chẳng hạn thì giá nó tầm 300, 400 dành cho xe Novo, iBlack. Đối với dòng xe Attila thì nó mắc hơn, cái vỏ nó phải 500, 1 triệu, 2 triệu mấy một cái vỏ. Còn đối với cái vỏ có ruột thì một cái vỏ xe Kausumina nhiều Việt Nam bình thường rẻ nhất là nó 100 ngàn hay 101, 102, và một cái ruột xe nó tầm khoảng
20 mấy ngàn, 25 ngàn dành cho một cái ruột đó. Các bạn thấy chi phí dành cho một cái vỏ cái ruột, dành cho xe có ruột rất là rẻ, tầm khoảng 150 đô lại. Nhưng mà đối với cái vỏ xe của xe không ruột thì nó phải từ 300, 500 cho tới 2 triệu trở lên. Thì đó là giá. Mình sẽ xét về độ bay. Đối với về độ bền thì đối với xe không ruột thì khi mà mình chạy xe á, khi mình chạy tốc độ cao á, nó rất khó cán đinh đó. Cái thứ hai là cái lớp của nó rất là dày đó, cái lớp cái dày cho nên nó khó cán đinh. Còn đối với cái xe có ruột thì cái lớp vỏ nó rất mỏng, và khi vật nhọn đâm vào nó rất là dễ cán đinh đó. Về độ an toàn thì cái lớp của không ruột nó sẽ an toàn hơn cái thằng có ruột. Tại vì cái thằng không ruột khi mà nó bị cán đinh rồi, khi các bạn đang chạy tốc độ nhanh, khi các bạn cán đinh thì đối với thằng không ruột hơi nó sẽ xẹp từ từ, và khi nó xẹp thẳng rồi các bạn vẫn còn chạy được. Tại vì cái lớp nó rất là dày, nó không có cắn ở đâu, nó chỉ đơn giản là nó xẹp xuống vậy, các bạn vẫn còn chạy được. Còn đối với thằng có ruột thì nó có cái niềng, nó có chân căm, nó có cái van, nó có ruột và có lốp, và khi mà nó xẹp thì cái ruột bên trong có khả năng khi các bạn chạy có khả năng cái ruột nó sẽ bị rách, là nó sẽ quấn lại một cục, lúc đó khi các bạn chạy cái xe nó sẽ chao đảo. Nếu những bạn nào đã từng đi xe có ruột mà bị xẹp rồi, các bạn sẽ thấy là khi mình chạy mà cái xe nó xẹp mình chạy không được, nó sẽ chao đảo. Còn đối với cái xe mà không ruột thì khi cái bánh nó xẹp rồi, xẹp hoàn toàn luôn, chúng ta đi một người, nhà sản xuất vẫn cho các bạn chạy được đi tới tiệm để vá cái lốp xe đó, xe cái vỏ nó vẫn không sao, nó vẫn an toàn cho bạn. Còn đối với xe có ruột mà khi đã xẹp rồi chỉ dắt bộ thôi, các bạn không đi được, thì đối với xe không ruột nó an toàn hơn. Độ sửa chữa thì khi xe không ruột bị lủng thì các bạn cũng có khả năng giá được là các bạn mua những cái chai keo giá nhanh, các bạn đổ vào. Đối với những lỗ một nhỏ thì các bạn đổ vào thì rất là nhanh, nhưng mà đối với những cái lỗ lớn thì các bạn không thể nào giá được, các bạn phải đem tới cái tiệm, và nó phải tốn, thứ nhất là tốn chi phí cao hơn, rồi giá thành giá cao hơn, rồi cách giá của nó cũng phức tạp hơn. Còn đối với thằng có ruột khi mà bị lủng một lỗ thì chúng ta không có khả năng chạy được, mà chúng ta phải mở ra chúng ta giá. Và đối với hai cách giá xe thì mở cái lốp của thằng không ruột ra là đối với tay không, với sử dụng cụ đơn giản mình không mở được, mà chúng ta phải dùng máy chúng ta mới mở được. Còn đối với vỏ có ruột thì chúng ta chỉ cần hai cái đồ mở với một cái keo với một cái đồ bơm để chúng ta có thể mở ra chúng ta giá, thì nó mới với một độ nhận xét về một độ giá xe thì có ruột nó tiện lợi hơn nhiều. Và lời khuyên cuối cùng là xe nào thì nên dùng, thì thông thường thì xe những cái xe xe tay ga, những cái xe mà chạy phân khối lớn, cái thứ hai là mức cân nặng nó nặng, thì chúng ta nên đi xe không ruột. Và bên cạnh đó chúng ta phải thay cái cặp mâm nữa, cái cặp mâm không ruột để cho nó đồng bộ, thì giá thành đối với thằng không ruột với thằng mâm với cặp mâm đi với không ruột nó cao hơn nhiều. Và những còn lại thì những cái xe mà chúng ta xe nhỏ, ví dụ như là xe quay hay là Sirius hay là xe cúp đó, thì những xe đó cái nó nhẹ và chúng ta cũng có thể đi xe không ruột được. Tại vì khi những cái xe đó bản thân nó là xe có ruột, và khi chúng ta muốn thay lên xe có ruột, xe không ruột thì cái giá thành nó rất là cao, chi phí cho cặp niềng, cặp mâm đó, và thậm chí là cái đùm nữa thì nó rất là cao đó. Thì lời khuyên cuối cùng mình muốn dành cho các bạn là đối với các bạn đang đi xe có ruột thì nếu chúng ta không có đủ kinh phí thì chúng ta tiếp tục đi về mức độ là nhẹ, dễ giá rẻ và chúng ta dễ xử lý được đó, nhưng mà độ an toàn không cao bằng. Nếu mà chúng ta có kinh phí thì chúng ta có thể là
thay một cái cặp niền, một cái cặp niền mâm cộng với cái vỏ không ruột đi thì nó sẽ an toàn hơn cho các bạn. Đó là đối với những cái dòng xe cúp, những bạn đang chơi xe cúp hoặc là xe quay thì có thể thay. Còn đối với những người đang đi xe tay ga thì bản thân cái xe nó đã là mâm rồi, là lốp rồi, thì chúng ta nên giữ nguyên cái dạng đó chúng ta chạy là để mức độ an toàn. Mình thấy là khi ra đường thì cũng có một số bạn là chuyển từ cái niền mâm qua cái niền cam, thì đó là các bạn muốn cái xe mình nó đẹp hơn, nó có một cái chi tiết gì đó lạ hơn, thì cái đó là mình không nói rồi, mình không có bàn thôi ha. Nhưng mà xét về góc độ an toàn thì xe không ruột vẫn an toàn hơn dành cho người đi được. Thì đó là những cái chia sẻ mà mình biết được. Thì hy vọng là sau cái clip này thì các bạn sẽ rút ra cho mình được một cái kinh nghiệm, một cái quyết định là các bạn sẽ đi xe có ruột hay là không ruột. Theo ý kiến của mình vẫn là thiên về là xe không ruột, nó sẽ an toàn hơn cho các bạn trên mọi nếu được. Và cuối clip rồi, mình cũng được xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Và các bạn cảm thấy hay thì các bạn có thể chia sẻ để mọi người cùng biết. Và các bạn có thể bấm vào nút đăng ký phía dưới để coi như là khích lệ tinh thần của mình. Mình sẽ làm những clip chia sẻ những cái kinh nghiệm về xe tiếp theo cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn và hẹn các bạn gặp lại clip sau. Bye bye.